Rồi, xin chào các bạn ha. Thì sau một tuần tu tâm dưỡng tánh thì cuối cùng mình đã trở lại với các bạn với một cái clip hoàn toàn mới đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn một cái mưu mẹo khá hay để các bạn có thể làm được những cái phần listening part 2 trong bài thi TOEIC. Lưu ý, đối với những bạn nào đã từng đi thi TOEIC rồi á và đã từng rớt luôn rồi á thì chắc các bạn biết phần part 2 trong bài thi nghe listening TOEIC á thì nó có 30 câu hỏi, một số lượng câu hỏi khá lớn trong tổng bộ bài thi. Bởi vậy cái phần này cũng khá quan trọng. Và trong phần part 2 thì mỗi câu người ta sẽ đọc cho các bạn nghe một câu hỏi, sau đó người ta sẽ đọc tiếp cho các bạn nghe ba đáp án trả lời ABC. Nhiệm vụ của các bạn là nghe và chọn đáp án nào phù hợp nhất cho cái câu hỏi mình vừa nghe rồi chọn thôi. Đó. Lưu ý là trong phần này thì người ta đọc cả câu hỏi, đọc cả đáp án luôn. Vì vậy các bạn chỉ có nhiệm vụ nghe rồi phán đáp án đúng thôi. Và đây là phần duy nhất mà mỗi câu chỉ có 3 đáp án ABC. Còn mấy cái phần khác thì thường nó có 4 đáp án ABCD. Nên đây là một phần mà các bạn có tỷ lệ đúng khá cao nếu các bạn tận dụng được những cái mưu mẹo mà mình sẽ truyền thụ ở đây. Lưu ý, trong phần part 2 này á thì các bạn nhớ một điều nè. Mỗi câu chỉ có 3 đáp án thôi. Vì vậy nếu các bạn nghe mà các bạn loại được một cái đáp án chắc chắn sai thì tỷ lệ của các bạn lên là 50-50. Tuy nhiên nếu các bạn nghe mà các bạn loại được 2 đáp án chắc chắn sai luôn thì chắc chắn các bạn sẽ chọn được đáp án đúng là câu còn lại rồi, đúng không? Đó, bởi vậy nếu các bạn áp dụng phương pháp loại trừ thật sự tốt thì nhiều khi các bạn nghe ứ cần hiểu luôn, các bạn cũng phan được đáp án đúng rồi, thế mới ghê. Đó, bởi vậy ở đây mình sẽ chỉ các bạn những cái kỹ năng loại trừ cần thiết trong phần part 2 này. Và mình lưu ý, đây là những kỹ năng mình đã tu luyện được dựa vào kinh nghiệm của mình thôi. Cái tỷ lệ đúng của nó thật sự không phải là 100%, nhưng rất cao. Nếu các bạn áp dụng được thì các bạn sẽ cải thiện điểm phần nghe khá ghê. Rồi, và ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn 3 câu tiêu biểu cho cái dạng loại trừ này. Và mình sẽ cho các bạn nghe từng câu một. Rồi mình sẽ hướng dẫn từng câu luôn nha các bạn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe câu đầu tiên. Rồi các bạn chọn đáp án thử cho mình đi. Yeah. Number 23. The invoice is in the filing cabinet. A. In the bottom drawer. B. The files are filled out. C. No, her voice isn't loud. Rồi, sau khi nghe xong câu đầu tiên thì các bạn đã phan được cái đáp án chuẩn men chưa các bạn? Thì lưu ý cái câu mình vừa cho các bạn nghe cũng là một câu tương đối khó đó chứ không phải dễ đâu. Bạn nào mà nghe hiểu tốt thì chắc làm được, còn nếu không thì chắc là căng đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn coi nội dung cái câu các bạn vừa nghe. Đây, nó đây. Đây, lưu ý các bạn, đây không phải là một câu hỏi. Cái câu 23 này không phải câu hỏi. Nó là một câu khẳng định. Các bạn thấy, cuối câu không hề có dấu chấm hỏi và nó cũng không có từ để hỏi nào luôn. Đây là một câu khẳng định. Trong phần part 2, khi người ta đưa ra một câu khẳng định thì các bạn phải chọn đáp án nào bình luận tốt nhất về nó. Và đối với những dạng này thì thường là khó, bởi vì mình không có công thức để trả lời, nó không có từ để hỏi, không có công thức. Nên là câu này thường là phải nghe hiểu thì các bạn mới phan được. Tuy nhiên đối với những bạn mà nghe phải nói là quá kinh khủng rồi á, tức là nghe không hiểu gì luôn á, thì tình hình có lẽ là khá căng. Bởi vì ở đây mình chỉ các bạn một cái kỹ năng, cái này lưu ý chỉ là kinh nghiệm của mình thôi nha, cái kỹ năng các bạn loại đáp án sai để rồi cuối cùng mình đưa ra đáp án cuối cùng là đúng. Ở đây mình làm sao? Lưu ý, nếu bạn không nghe hiểu gì hết thì ở đây mình nói các bạn hãy dùng phương pháp loại trừ đi. Các bạn loại ở đây được câu đầu tiên là câu C. Khi các bạn nghe thì các bạn nên loại câu C. Bởi vì sao? Bởi vì câu C này á, các bạn lưu ý, nó đã lặp lại một cái âm đã xuất hiện trong câu hỏi rồi. Mà nhớ nha, cái đáp án nào lặp lại một cái âm hay là một cái từ đã xuất hiện trong câu hỏi rồi á thì thường đáp án đó sẽ sai. Các bạn thấy không? Ở đây người ta lặp lại chữ voice. Còn trong câu này nó có chữ invoice. Bởi vậy đáp án không thể nào là câu C được. Nó lặp cái âm voice, nghe nó giống giống nhau đó các bạn thấy không? Đó, theo kinh nghiệm của mình, những câu mà nó lặp âm lặp từ như vậy thường nó sẽ sai bét bèn bẹt. Đó là lý do các bạn loại đi, không thể đúng được đâu. Nhiều bạn hay hỏi mình á là cái phương pháp này sao nghe nó không có logic, không có kiểu như là không có gọi là theo tính học thuật á. Thì mình nói các bạn đơn giản thôi, cái này là mình dựa vào kinh nghiệm của mình. Bởi vì các bạn lưu ý nè, con người ta có một cái thói quen là khi nghe thì những người làm bài thi có thói quen là thường chọn những cái đáp án nào mà nó nghe giống giống với những gì mà các bạn đã nghe trong câu hỏi, rồi thường đưa ra một cái logic là những câu nghe quen quen thì thường mới đúng. Đó, thì người ra đề cũng nắm được cái tâm lý của các bạn nên người ta cố tình ra những câu như vậy để lừa tình các bạn thôi. Mình thi nhiều mình biết như vậy. Bởi vậy các bạn nhớ nha, câu nào mà nó lặp âm lặp từ thì các bạn loại nó đi, thường nó sẽ sai bét mẹ bẹt à, đừng có bị lừa. Đó, các bạn loại được câu C ở đây nè, rồi sau đó các bạn loại được câu gì? Loại được câu B. Bởi vì câu B này nó cũng lặp lại một cái âm đã xuất hiện trong câu hỏi rồi, đó là chữ file, các bạn thấy không? Filing và chữ files đây. Đó, bởi vậy đáp án câu B các bạn cũng loại luôn, do nó lặp âm file.
Bởi vậy đáp án còn lại không cần biết nó nghĩa là cái gì hết. Nhưng các bạn biết một điều, đó chính là đáp án chuẩn men. Đó là câu A chứ còn là câu gì nữa đúng không? Đó, câu A đâu có lập âm lập từ gì đâu. Bởi vậy thường nó sẽ đúng. Các bạn lưu ý cho mình một điều, các bạn thấy phương pháp này không hợp lý cũng được thôi. Nhưng mà lưu ý thì mình nói các bạn một điều nè. Thật sự ra khi làm bài á, người ta không cần quan tâm các bạn dùng cái cách gì hết. Dù cho các bạn dùng một phương pháp rất chuẩn men, rất tinh tế đi, nhưng nếu đáp án sai thì các bạn cũng sai. Nhưng nếu các bạn dùng một phương pháp không chính thống nhưng nó đúng thì nó vẫn là đúng đó. Khi các bạn đi thi á thì người ta không có quan trọng cách làm, người ta chỉ quan trọng kết quả thôi. Bởi vậy các bạn khi đi thi á thì cố tìm cho mình một phương pháp nào đơn giản mà hiệu quả cao thì các bạn áp dụng thôi, chứ đừng có cố gắng làm theo những cách chính thống, cái đó nó cũng tương đối là phù du lắm đó. Rồi đáp án này nói chung là câu A. Câu này thì các bạn có thể dịch ra cái câu trên người ta nói nè, hóa đơn ở trong tủ hồ sơ, cái thằng kia nó trả lời là ở ngăn dưới cùng hả, đó nó hỏi lại như vậy đó. Đây là ý nghĩa câu này, nếu các bạn nào muốn hiểu về ý nghĩa thì các bạn coi ở đây đó. Đáp án câu 2, 3 nói chung là các bạn phan câu A cho mình là chính xác đó, đáp án câu A. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn thêm một cái ví dụ nữa, nghe câu số 2 này và ráng dùng phương pháp loại trừ xem các bạn có loại được câu gì không ha. Rồi dựa. Number 27. How would you like your coffee? A. Could you copy this for me? B. I'll take it black, thanks. C. Yes, I would. Rồi, sau khi các bạn nghe xong câu số 2 rồi thì tình hình nó có khá hơn câu đầu tiên đó các bạn. Rồi, đây là câu mà các bạn vừa nghe, nội dung của nó đã nằm trình hình ở đây rồi. Lưu ý các bạn, đây lần này là một câu hỏi. Câu hỏi này cái từ để hỏi là how, đó các bạn lưu ý. Nhưng mà thực ra những câu hỏi về how nó cũng không có đơn giản đâu. Bởi vì cái cách trả lời cho how rất là đa dạng, nên là các bạn nào muốn dùng công thức á cũng hơi khó. Rồi, ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn giải câu này. Thì câu này các bạn lưu ý, mình vẫn tiếp tục áp dụng phương pháp loại trừ thôi. Thì loại trừ ở đây, các bạn có thể loại được câu gì? Lưu ý, các bạn loại được câu A. Bởi vì các bạn có nghe câu A nó lặp lại một cái âm gì nghe giống giống với câu hỏi không? Đó, chuẩn men rồi. Đó là cái chữ copy và coffee. Nghe nó tương đối giống nhau. Chính vì vậy, nếu hai cái âm này na ná giống nhau thôi, không cần phải giống y chang, thì các bạn có thể loại đi. Đó, nó giống âm thì loại đi. Còn hai câu còn lại, dĩ nhiên nếu các bạn nào muốn các bạn loại tiếp thôi, loại cho mình tiếp câu C. Bởi vì câu C nó có chữ là yes. Lưu ý, những cái từ yes, no thường để trả lời cho câu hỏi nghi vấn thôi, chứ làm sao mà trả lời được cho how. Đó là lý do mình loại câu này. Thực ra mình vẫn còn một phương pháp loại trừ khác, đó là loại trừ theo công thức á. Cái này thì mình hướng dẫn kỹ hơn ở những cái clip part 2 bữa trước. Nên là nếu bạn nào muốn coi á, thì các bạn vô cái link này nè, đó bên góc phải nè, đó có cái link đây, bạn bấm vô coi là biết. Còn ở đây đáp án thì các bạn dĩ nhiên là câu 27 là chọn câu B. Dĩ nhiên là nếu mình loại được hai câu rồi thì đáp án là câu còn lại cuối cùng chứ gì nữa, đúng không? Đó, đáp án câu 27 bởi vậy là câu B. Đó, các bạn chọn cái này chính xác. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang nghe thêm một câu cuối cùng nữa để xem các bạn có tinh thông được cái phương pháp này hay không. Rồi, vô. Number 38. Do you know why the bookstore is closed? A. Close to the subway station. B. I think it is a good book. C. It is having renovations done. Rầu luôn các bạn ơi, đó là câu cuối cùng ở đây mình cho các bạn nghe trong cái clip này. Và lưu ý là trong cái clip này á thì mình chỉ hướng dẫn 3 câu thôi, mấy câu khác thì mình sẽ hướng dẫn sau. Rồi, đây là câu các bạn vừa nghe. Thì lưu ý, cái câu hỏi này á là một câu hỏi về do you know why gì đó, nó khởi đầu bằng do you know why gì đó. Nhưng mà ở đây mình dùng phương pháp loại trừ nên mình sẽ không quan tâm tới dạng câu hỏi. Rồi, bây giờ mình sẽ giải câu này sao? Thì áp dụng phương pháp loại trừ bình thường thôi. Các bạn nhìn vô ba đáp án ở đây, các bạn có nghe được cái câu nào nó giống giống với những gì mà chúng ta vừa nghe trong câu hỏi là các bạn loại đi thế thôi. Đó, áp dụng phương pháp. Rồi, bây giờ nếu các bạn không cần nghe hiểu gì hết, các bạn loại được câu gì? Câu này các bạn loại cho mình được câu A đầu tiên. Bởi vì câu A nó lặp lại một cái từ mà hầu như giống hoàn toàn so với câu hỏi rồi, đó là chữ close. Đó, các bạn thấy không? Nó lặp chữ close. Bởi vậy các bạn có thể loại nó đi, nó sai bét bèng bẹt rồi, theo kinh nghiệm của mình là như rứa. Rồi, còn hai câu còn lại, nếu các bạn muốn loại tiếp thì dĩ nhiên các bạn loại được. Loại luôn cho mình là câu B. Câu B nó lặp chữ book. Các bạn thấy bookstore và book không? Đó, nó lặp âm nên cuối cùng câu B nó cũng sai. Vậy đáp án cuối cùng là câu gì? Thì là câu C chứ là câu gì nữa, đúng không? Đây là đáp án cuối cùng của câu này. Đó, thì qua ba cái ví dụ này các bạn thấy, nếu chúng ta áp dụng phương pháp loại trừ một cách hoàn hảo thì chúng ta có thể làm được nhiều câu cực khó mà rất là đơn giản thôi. Đó, không cần hiểu gì hết.
Tuy nhiên thì mình thấy, mình nói rồi, cái phương pháp này là theo kinh nghiệm của mình. Chính vì vậy tỷ lệ đúng của nó không phải là 100% lúc nào cũng đúng đâu. Sẽ có một số trường hợp nó sai, tuy nhiên cái tỷ lệ đúng vẫn là nhiều hơn. Chính vì vậy nếu bạn nào nghe yếu thì nên dùng phương pháp này. Còn bạn nào mà thấy cái phương pháp của mình nó không có logic, không có khoa học, nó nhảm nhảm gì đó thì các bạn có thể không tuân theo, vậy thôi, đâu có sao đâu. Thì lưu ý với các bạn một điều á, là khi đi thi thì tối đa hóa điểm số vẫn là cái điều chúng ta quan trọng nhất. Thì đó là những gì mình muốn truyền thụ bạn nhân clip ngày hôm nay. Thì mình nói rồi, mình chỉ hướng dẫn giải đề TOEIC thôi, chứ mình không có dạy tiếng Anh. Nên các bạn đừng có nói là phương pháp của mình nhảm nhảm hay gì đó, mình buồn lắm, mình cảm thấy rất là buồn và cô đơn. Mình chỉ hướng dẫn các bạn tối đa hóa điểm số thôi, chứ mình đâu có dạy các bạn tiếng Anh một cách chính thống đâu. Nếu các bạn muốn học tiếng Anh một cách chính thống thì các bạn có thể xem những cái clip khác đó. Ở đây mình chỉ hướng dẫn những người mà yếu hay là cần bằng thi gấp thôi đó, chứ các bạn đừng có nhiều bạn hay comment chê mình thế này thế kia, mình cảm thấy rất là buồn và cô đơn các bạn ạ. Đó thôi mà thôi. Dù sao đây là cái clip mà mình muốn truyền thụ các bạn ngày hôm nay. Thì nếu các bạn thấy nó hay, nó có tác dụng gì đó thì các bạn có thể like và share cho mình. Và nếu bạn nào muốn theo dõi những cái clip khác của mình á thì các bạn vào đây, đó, trong cái link này nè. Còn bạn nào muốn học cái lớp dạy TOEIC bên ngoài của mình á thì các bạn cứ theo dõi Facebook của mình, cái kênh Anh Lê TOEIC trên Facebook á. Rồi, bây giờ thì tạm biệt các bạn ha. See you ngày mai.